Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, còn bây giờ cho phép Văn Thắng xin được giới thiệu đến quý vị một tiết mục văn nghệ rất đặc biệt, rất là vui trong chương trình hôm nay. Đó là phần biểu diễn của hai em nhỏ Nhị Ý và Anna trong nhạc phẩm Ngày Xuân Long Phụ Xu Bầy. Xin quý vị đồng trắng tay thật nhanh nhẹn để chào đón Nhị Ý và Anna. Chúng ta đã vừa được thưởng thức. Xin quý vị một lần nữa một tràng tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho hai em trong ca khúc vừa rồi.